Cơm mọi người ơi, nay nấu cơm luôn mọi người. Nay ăn với cái trứng làm mình xào với cái hành tây, cà chua, ớt. Ngon. Đây là bao luộc nữa rồi, bao luộc chấm với chào. Còn hai món. Bào luộc chấm trâu cũng ngon mọi người. Lâu lâu ăn đổi món. Trứng chiên với cà, ngon. Nóng quá. Tiêu mọi người, tiêu quá, ăn cay lắm. Ăn hết tô rồi mọi người. Cái này mua hôm bữa rồi, làm biếng nấu á, ăn ngoài tiệm thôi. Đây ăn rảnh rảnh nấu. Có giờ đi làm không? Muốn thời gian nữa. Bí luộc bỏ vô nồi cơm điện đó mọi người. Ở đây lấy chào chấm. Ngon. Ăn này đã. Bí nó nhiều nước ngọt. Ngon. Trứng rồi mà ngon.
Gạo này mua ngon, vẫn mua 3 kg như 25.000 ký rồi. Ngon, nó không có dẻo quá, vừa ngon thơm. Thể không mọi người, mỗi ngày ăn cơm là một niềm vui. Bye mọi người nha.